Tại buổi họp có tên là Hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền, được tổ chức định kỳ hàng tháng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Bảo, đưa ra cảnh báo như vừa nêu với báo giới trong nước. Ông Hoàng Vĩnh Bảo còn lưu ý báo giới Việt Nam rằng những gì đang diễn ra trong nước, thí dụ kỳ họp quốc hội hay chuyện ô nhiễm môi trường chẳng hạn, là những thông tin dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Ông Trịnh Hòa Bình, nguyên giám đốc Trung tâm Dư luận Xã hội, nay là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhận định. Đây là phát biểu chính thức của nhà nước do Đảng Cộng sản cầm quyền. Thế thôi. Thì đúng như điều anh Bảo nói, nhân quyền ở Việt Nam dưới cái góc nhìn của quốc tế và đến lượt Việt Nam nhìn lại thì nó là vấn đề nhạy cảm. Và có lẽ cũng chưa bao giờ mà vấn đề nhân quyền được đặt ra ở Việt Nam cách phổ quát nó, tôi không muốn nói là gay gắt. Nói gì thì nói, ra ở Việt Nam cũng đã đạt được những cái bước tiến nhất định, xét về mặt lý luận, xét về mặt quan điểm xung quanh những vấn đề nhân quyền. Thế còn có điều là này, cái nhân quyền ở Việt Nam nó còn bị quy chiếu bởi cái văn hóa của người ta nữa. Ở đây đương nhiên cái văn hóa là bao gồm cả chính trị. Thì ở đây nó có những vấn đề như thế. Họ nghĩ là cũng không nói được nhiều hơn, nhưng bởi vì phát biểu chính thức họ là như vậy. Còn bản thân tôi không phải là cái thang đo, không phải là cái thước đo để đánh giá. Đối với tầng lớp lãnh đạo Việt Nam hiện nay, nhân quyền là vấn đề nhạy cảm ngay từ trong khái niệm của nó. Đó là phát biểu của ông Vũ Quốc Ngữ, thành viên mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Họ không muốn nhân dân hiểu rõ và thực thi nhân quyền trong các phương tiện thông tin đại chúng, là họ không muốn cho các báo rất nhiều đến vấn đề này. Ở Việt Nam họ có một cái gọi là tiêu chuẩn, gần như là tiêu chuẩn riêng với thế giới, chứ họ không công nhận cái nhân quyền phổ quát, mà họ bảo rằng cái nhân quyền Việt Nam nó mang tính đặc thù xã hội chủ nghĩa, đại thể như thế. Là cái nhân quyền của người Việt Nam mình nó khác với cái nhân quyền thế giới, nhân quyền phổ quát, và do đó là việc đưa tin chúng là ông phải theo đúng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, chính quyền Việt Nam làm sao mà nó không ảnh hưởng đến sự lãnh đạo độc tôn của Đảng và không ảnh hưởng đến cái sự lãnh đạo của Chính phủ. Quốc hội Việt Nam đang nhóm họp với dự định thông qua một loạt các luật, trong đó có luật về tôn giáo, vốn là một trong những chủ đề liên quan đến nhân quyền. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng các nhà hoạt động nhân quyền trong nước đã bày tỏ sự quan tâm rằng luật tôn giáo một khi được thông qua sẽ là cơ hội cho Việt Nam vi phạm quyền con người nhiều hơn nữa. Chính quyền thì lại cho rằng có những kẻ xấu, những thế lực thù địch đã nhân cơ hội này lôi kéo, tuyên truyền và kích động người dân chống phá nhà nước, như nội dung phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khi đưa ra cảnh báo là cần phải thận trọng lúc viết về nhân quyền. Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông như một lời đe dọa không hơn không kém là ý kiến của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển. Cái lời đe dọa đó nó là một cái chuyện hết sức là bình thường. Ở Việt Nam, đối với những ký giả mà tôi cho rằng thuộc nhà nước kiểm soát thì họ sẽ hết sức thận trọng và họ sẽ chẳng bao giờ dám viết cái vấn đề đó. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có những người viết báo mà không lệ thuộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ sẽ viết và họ chấp nhận trả giá khi mà nói lên những cái sự thật như vậy. Ở Việt Nam vấn đề nhân quyền đang bị đe dọa vì lên tiếng cho quyền tự do ngôn luận mà blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Dư Quỳnh bị bắt. Rất nhiều người khác cũng đang rơi vào cái tình trạng bị khởi tố theo điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước. Bản thân tôi cũng bị cái tội danh như vậy. Vậy, theo nhà nước thì những kẻ xấu nào, những thế lực thù địch nào đã lợi dụng vấn đề nhân quyền để xúi dục hành động chống phá? Ông Nguyễn Bắc Truyển trả lời. Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn người dân với cái cặp mắt thù địch khi mà họ nói lên sự thật trong cái đời sống xã hội của họ. Tôi xin khẳng định không có ai lợi dụng tôi cả. Tôi làm vì lương tâm của tôi, vì cái trách nhiệm của một công dân. Không ai đứng đằng sau lưng xúi hay là kích động để cho tôi làm những việc này. Câu hỏi tương tự cũng được nêu ra với cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, thành viên mạng lưới blogger Việt Nam. Có lẽ tôi trả lời bằng cái hình thức hóm hình một chút là tôi hoàn toàn bị lợi dụng, tôi hoàn toàn bị kích động, tôi hoàn toàn bị xúi dục bởi chính lương tâm và trách nhiệm của tôi. Chính ngoài ra thì không có một cái thế lực nào bên ngoài hết. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn coi nhân quyền là một điều cấm kỵ, không chỉ riêng đối với các nhà báo là đảng mà đối với mọi thành phần trong xã hội Việt Nam. Phải chăng đó là lý do khiến Bộ Thông tin Truyền thông phải lên tiếng cảnh báo phóng viên cần thận trọng khi viết những tin, những bài có liên quan đến nhân quyền? Đặc biệt là trong cái bối cảnh này thì tôi nghĩ rằng là trước nhất ấy, thì chúng ta phải thừa nhận một cái điều rằng là người dân càng ngày càng nhận thức được rõ hơn về giá trị con người và cụ thể là vấn đề nhân quyền.
cái phát biểu này một lần nữa thì cho chúng ta thấy rất rõ là trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam luôn luôn nhất quán trong cái vấn đề coi nhân quyền là cái điều tối kỵ, cấm kỵ và không được phép tồn tại ở Việt Nam. Hiến định về quyền con người đang được hiểu khác nhau là tựa đề một bài do báo trong nước loan tải, đề cập đến báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành hiến pháp giai đoạn 2014-2016. Qua đó, chính phủ nêu ra một số vướng mắc cần tháo gỡ mà điển hình là quy định trong khoản 2 điều 14 về quyền con người. Tin nói, vì cách hiểu khác nhau nên khó đạt được sự nhất trí cao trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người, quyền công dân, vì thế ảnh hưởng đến tiến độ soạn thảo văn bản cũng như sự trình bày của chính phủ. Ông Trần Ngọc Quang, trước kia là phóng viên báo đảng, nay là một nhà báo độc lập, góp ý. Thực sự, ngay nhà nước, ngay quốc hội, ngay kể cả những tổ chức lề phải đấy, cũng chưa đưa ra cho xã hội Việt Nam một cái khái niệm thế nào là nhân quyền. Bản thân họ, họ cũng còn chưa hiểu, đừng có nói chuyện mà anh hướng dẫn dư luận. Anh là quan chức thì trước hết cái tư cách con người của anh nó cũng chưa rõ. Cái quyền của anh còn không biết, làm sao mà anh có thể dẫn dắt dân chúng được. Chính vì những lẽ đó, nhà báo độc lập Trần Ngọc Quang kết luận, lãnh đạo Việt Nam đã có những khái niệm rất mơ hồ trong lúc báo mạng thì đầy dẫy những định nghĩa cũng như những tin bài xác thực về nhân quyền, về dân chủ, về tự do mà nhà nước không thể hay không có khả năng che lấp. Sáng ngày 10 tháng 10, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Sự kiện này được đài truyền hình An Ninh đưa tin cùng với những cảnh khám xét nơi ở của blogger mẹ nấm. Tin cho biết, khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, có nội dung khởi tố Formosa, Formosa Get Out, cá cần nước sạch, nước cần minh bạch. Blogger Nguyễn Tường Thụy khi nhận xét về điều này, ông cho biết. Chuyện hôm nay này, truyền hình là đưa tin về vấn đề bắt bớ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì tôi thấy là rất nhiều tài liệu mà rất là vô lý, chẳng hạn như là những cái biểu ngữ, những cái bức chương về phản đối Formosa, về vấn đề là đầu độc quyền biển chung đấy, về vấn đề cá chết, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng chẳng phải là cái gì gọi là tuyên truyền chống cộng nhà nước Việt Nam cả, mà đấy là chẳng qua là chống Formosa thôi. Còn nếu bây giờ họ đồng nhất cái tội mà chống Formosa, tức là chống đảng, chống nhà nước Việt Nam thì cái việc nó cũng rất là vô lý và không ai chấp nhận nổi. Từ khi gần đây nhà cầm quyền Việt Nam ấy, có một loạt một số các hành động tỏ ra rất lung túng và cái căng thẳng, cái khó xử nhất của họ là về cái vụ đầu môi trường ở biển miền Trung bị đầu độc không khéo, thì nếu mà không khéo nó sẽ nổ bùng ra ở một cái mức độ mà họ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Cho nên là mà cái tôi nghĩ rằng là việc bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy là cũng nằm trong một cái ý định của một cái biện pháp của họ, cách thức của họ là muốn dẹp là cái tình hình ở đầu độc quyền miền Trung đi, muốn bảo vệ Formosa. Nhà đấu tranh dân chủ Facebooker Đinh Quang Tuyến từ Sài Gòn cho chúng tôi biết, cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10 của hơn 10.000 người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã tạo ra một cao trào rất mạnh mẽ. Và chính từ điều này đã làm cho đảng cầm quyền Việt Nam phải e ngại. Nếu cái cao trào này mà để nó lên luôn thì cái việc sụp đổ của nhà cầm quyền ta thấy trước mắt luôn. Cho nên bằng bất cứ giá nào, cho dù là bệnh thiểu hay là cho dù là bất nhân hay cho dù là vi phạm quyền con người hay bất cứ cái lý do gì thì nhà cầm quyền họ ưu tiên cái việc mà giữ được cái chế độ. Cũng theo ông Tuyến, việc bắt giữ và phá bỏ cuộc hội thảo của các nhà hoạt động dân sự ở Vũng Tàu cũng không nằm ngoài mục đích của nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ cho Formosa. Tất cả đều hướng về Formosa hết. Nghĩa là ở đây là họ muốn làm bất cứ giá nào để hạ cái nguồn cảm hứng nó xuống. Họ chỉ cần là giải quyết được cái nguy cơ trước mắt. Và nếu như để một cái cảm hứng này mà nó tăng lên thì chính quyền sụp đổ là tức thì đó. Cho nên là mình phải đặt vào mình họ và hiểu rằng là họ hành động lúc này là một hành động điên cuồng.
Thế nhưng, tất cả những hành động được cho là điên cuồng ấy vẫn không thể làm chùng bước tinh thần đấu tranh của các nhà hoạt động xã hội dân sự trong nước và những người đang hướng về người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đó là nhận định của blogger Nguyễn Tường Thụy. Tôi nghĩ rằng là theo tôi thì cái việc đàn áp bắt bớ thì biện pháp này nó của nhà cầm quyền thì tôi nghĩ là nó cũng về cơ bản thì không thể làm cho cái phong trào dân chủ nó đi được. Theo ông, những tài liệu được dùng làm bằng chứng cho tội chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam còn là một hình thái cho thấy chính quyền đang ra sức tạo áp lực và gieo nỗi sợ hãi lên những người đấu tranh cho môi trường biển Việt Nam. Thế nhưng, mục đích đó có thực hiện được hay không thì là một chuyện khác. Họ muốn tạo ra một cái sự sợ hãi để giảm cái sức đấu tranh của nhân dân và của những người hoạt động dân chủ. Thì cái đây là có mục đích thì là rõ. Nhưng như vấn đề là tôi đã nói là họ có đạt được mục đích không, có làm cho ai sợ, người ta sợ chùn bước hoặc dừng bước hay không, thì tôi nghĩ rằng là không. Như câu trước đây, như vừa rồi tôi đã trả lời là cơ bản là không có thể gieo rắc và có làm cho một cá nhân nào đó hoặc một vài cá nhân nào đó có thể sợ hãi do dự đánh đo, nhưng về cơ bản thì là họ cũng về cơ bản thì là cũng không đẩy lùi được cái tinh thần đấu tranh của đòi dân quyền dân chủ những người hoạt động xã hội dân chủ trong nước. Đó cũng là tinh thần của Paul Trần Minh Nhật, một trong những người theo sát với phong trào giúp người dân Quỳnh Lưu khởi kiện Formosa ngay từ những ngày đầu. Thì đó là mình có thể đối diện với bất kỳ một cái bất trắc nào, cả về phương diện là an toàn sức khỏe hay là cả về pháp lý nữa, nếu như mà họ muốn. Tuy vậy thì em nghĩ rằng là mình đang làm một việc lương thiện, một việc đúng, và không có một cái lý do nào để mình từ bỏ chân lý cả. Nhà tranh đấu Đinh Quang Tuyến cũng khẳng định với chúng tôi con đường mà ông và những người bạn của ông đã chọn không có chỗ cho sự sợ hãi. Thực ra là một khi mà đã dấn thân rồi thì cái việc mà chuẩn bị một cái tâm lý mà tinh thần thép thì đương nhiên là cái người đấu tranh hầu như là mức độ nào khác nhau một chút thôi, nhưng mà cơ bản là chấp nhận mọi rủi ro. Thì cái khái niệm mà sợ thì chắc là không. Nhưng mà cái vấn đề mà lo cho cái công chúng đó, tức là những người đi theo mình thì người ta hoang mang. Và anh nghĩ rằng là cái việc mà họ nhà cầm quyền họ bắt một số người hoạt động đó, đánh vào cái người đi theo chứ không phải là cái người đi đầu. Cho nên rằng là cái công việc của anh em đấu tranh bây giờ là làm cái công việc quan trọng nhất là làm sao mà cho xã hội người ta không có quá lo lắng, đúng không? Người ta yên tâm. Và lúc này thì không phải là mình sợ, nhưng khôn ngoan thì mình hạn chế cái việc mà đối đầu với họ. Nhưng cái việc phải tỏ ra là không sợ là quan trọng. Sau khi xảy ra sự việc blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, rất nhiều cá nhân đã thể hiện trên trang mạng xã hội của mình những lời động viên nhau và cùng bày tỏ thái độ không sợ hãi. Hầu hết, họ đều nói rằng đã sẵn sàng, tinh thần vững chắc vì biết mình sống và làm theo đúng luật Việt Nam đưa ra.